Và giờ đây, chúng tôi sẽ được long trọng tuyên bố tiệc mừng Vu Quy ra mắt gia đình mới của đôi Uyên Ương, Đỗ Thị Bích Trinh và Biện Công Tuấn, sẽ được phép bắt đầu. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng hướng mắt về sân khấu, cùng thưởng thức nhạc cảnh chào mừng sắc cầm duyên cung hỷ. Và quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cùng chào đón vũ đoàn Hải Yến. Ngày xưa chữ tình chữ duyên này.